vaccine Trung Quốc có nên tiêm hay không? Cùng nhìn qua cách mà Trung Quốc làm ra. Veracel là một loại vaccine bất hoạt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm những con virus sống nhân răng, sau đó bất hoạt chúng bằng nhiệt, hóa chất, khiến chúng chỉ còn một cái xác không hồn khi được tiêm vào cơ thể. Xác virus không hoạt động, không có khả năng sao chép nào, nó chỉ gây ra đáp ứng miễn dịch để cơ thể chống lại virus, giống như công nghệ làm ra vaccine như là ho gà, thương hàn, cúm mà chúng ta đã được sử dụng bấy lâu nay. Ưu điểm của virus bất hoạt này không thể lây bệnh bất cứ trường hợp nào. Nhược điểm của nó là xác virus không nhân lên được nên số lượng kháng nguyên là cố định, khiến cho khả năng miễn dịch không mạnh bằng Astra hay Moderna. Nhiều người sợ rằng Trung Quốc đã đưa một thứ gì đó vào vaccine khiến cho chúng ta bị bệnh sau một thời gian sau đó. Điều này là hoàn toàn phi lý. Bạn nghĩ rằng Việt Nam cứ nhận vaccine về, cứ thế sử dụng cho người dân mà không có bất cứ kiểm định chất lượng nào ư? Kể cả đánh lừa được Việt Nam thì cũng không đánh lừa được 50 quốc gia đang sử dụng vaccine này trên thế giới. Khi có bất kỳ nguy hiểm gì trong lọ vaccine thì sẽ phát hiện ngay. Tóm lại, Verocell khá là an toàn, còn hiệu quả thì không thể cao bằng Pfizer hay Moderna. Nó vẫn đủ khả năng để giúp chúng ta tránh khỏi những diễn biến nặng